trời sinh du sao còn sinh lượng. Cái hãng này nó ra cái mẫu GBZ1003 mà nó ra thêm cái mẫu G9 này làm cái gì mình cũng chả hiểu. Ông hiểu ông nội GBZ này ông đang làm điều gì nữa. Đấy, trong khi hai mẫu này đó mọi người, giá xỉ nó ngang nhau thì đương nhiên giá bán cũng thể xem nhau. Mà mẫu này thì nó quá nhiều lợi ích hơn so với mẫu GBZ G9 này mọi người. Ngày hôm bữa trước thì mình đã về thử một mẫu là GBZ G6, thì mình thấy hầu như nó không đáng để chúng ta bỏ tiền ra chứ không mua. Và mình cũng chưa chắc chắn về điều đó nên ngày hôm nay mình bỏ tiền thêm và mình nhập thử cái mẫu là GBZ G9 để xem những cái suy nghĩ của mình có đúng như vậy hay không. Thì hoàn toàn đúng luôn mọi người. Nghĩa là cái mẫu GBZ G9 này nó lấy toàn bộ từ mẫu, theo mình nha, cái đây là ý kiến cá nhân của mình nha, mẫu GBZ G9 này nó lấy toàn bộ của mẫu GBZ109, nó ráp qua đó mọi người. Bo mạch cũng giống vậy luôn, bass loa chép loa giống vậy luôn, micro cũng giống. Nó chỉ khác hai điều duy nhất thôi. Thứ nhất là mặt lưới. Đấy, ngày trước thì mặt lưới nó có 4 ốc ở đây. Đấy, bây giờ thì gắn ốc ở đây, hai ốc trên. Đó, và chỗ cắm micro hết. Đấy, theo mình nghĩ là vậy đó mọi người. À, thì cái đó thì đương nhiên mình phải thông cảm với nhà sản xuất thôi. Tại vì theo mình nghĩ đợt dịch này thì số lượng nó sẽ ít hơn. Tại vì thì cái này là sản xuất bên Trung Quốc, nó bán cho thị trường Trung Quốc. Nên là cái số lượng ra hàng nó không đủ đối với cái nhà máy lớn của người ta. Đó, nên họ phải tìm cách để họ có thể là ra cái hàng tốt nhất. Nhưng mình là người review thì nhiệm vụ chính của mình là mang lại cái lợi ích nhất cho những người mua hàng. Đấy, nên ở hai cái loa ngang mức giá như thế này thì mọi người nên mua những dòng loa như thế này: 0603, 0803, 1003, 1203. Đấy, vì những lợi ích sau. Đấy, thứ nhất, ngoại hình đẹp, góc cạnh làm rất là đẹp. Đấy, ở một dòng loa giá rẻ như thế này. Đấy, tay kéo cũng lạ luôn. Cái thứ hai là nhà sản xuất họ đã hãm lại công suất, khi chúng ta mở hết âm lượng, hết bass, hết chép thì nó không bị bể. Cái thứ ba, bộ micro này nó đã khác đi cái tần số và nó không bị nhiễu tần số cũ nữa của những dòng loa GZ106, 107, 108, 109. Kể cả G6, G7, G8, G9 nó hoàn toàn khác luôn. Nó không bị nhiễu sóng ở những tần số đó. Thì nhà này không có bị hát qua nhà kia ở tỷ lệ rất là thấp. 4 dòng loa 0603, 0803, 1003, 1203 thì nó tương ứng với cái kích thước bán loa 1,6 tấc, 2 tấc, 2 tấc rưỡi và 3 tấc. Đấy, nên là và công suất nó tăng đều đều từng thêm từng chút một chút vậy đó mọi người, và giá nó cũng tăng đều đều đều. Quan trọng là chúng ta muốn cái loa gọn như thế nào và mức giá bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ chọn được cái mẫu chúng ta ưng ý nhé. Đó, xin ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người muốn xem video review của từng mẫu loa, có thể nhấn ở phần mô tả bên dưới. Mình đã quay video review về dòng loa GBZ0603 và 0803 rồi. Đã, ngày hôm nay là mẫu 1003. Còn cái mẫu 1203 thì hiện tại chưa có hàng để quay đâu mọi người. Một điều mình cũng hơi tức nhà sản xuất này. Đấy, tại vì có thể là họ về một cái số lượng hàng rất là ít để tạo cái tình trạng là khan hiếm hàng. Về số lượng rất ít, mỗi người mỗi nơi vài cái ở một mẫu thôi. Bán hết rồi xong rồi nhập cũng không có nữa, trong khi là rất nhiều người đang muốn mua cũng không có hàng. Đấy, thì khi nào về thì mình hy vọng sẽ có video sớm cho mọi người xem nhé. Nếu mọi người thích video của Gula, mọi người có thể nhấn đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.